Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Phải hơn một tháng, gần một tháng rưỡi gì đó rồi thì mình mới lại có dịp để ngồi xuống và quay một cái video như thế này. Nên tự nhiên lại cảm thấy kiểu hơi hồi hộp ý, bị ngượng ngượng. Video ngày hôm nay thì sẽ là một video unboxing cũng như là review hai chiếc túi mới. Thì một chiếc túi là của mình, còn một chiếc túi thì là của chồng mình. Đây thì đều là những món quà Valentine mà bọn mình tặng nhau trong dịp Valentine sắp đến. Và sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ cùng bắt đầu video nhé. Ok, và chiếc túi đầu tiên mà mình muốn review, giới thiệu ở trong video ngày hôm nay thì ở trong túi shopping bag to đùng ở đây. Ở đây nó to choán hết cả màn hình đúng không? Kể cho mọi người một cái câu chuyện về đấy là đây là cái túi mà mình mua tặng chồng mình, by the way. Thì khi mà mình sau khi mà mình thanh toán các kiểu xong xuôi ấy, thì là cái bạn sales associate, là cái bạn nhân viên bán hàng ấy, bạn ấy nói là ok, mình ngồi đây đợi một chút để bạn ấy đi gói cái túi lại cho mình cho đẹp đẽ đúng không. Thế là bình thường ấy thì mình ngồi đợi chắc chỉ kiểu vài phút, đến độ 5-7 phút là cùng thôi. Hôm đấy mình đợi phải đến gần 15 phút trong khi cửa hàng thì không hề đông một chút nào cả. Thế mình kiểu rất thắc mắc, không hiểu tại sao lại lâu như thế. Thế lúc mà bạn ấy cầm ra và cầm cái hộp cũng như là cái túi to đùng kiểu mình kiểu bị sốc ấy. Bạn ấy cũng đã giải thích cho mình là vì bạn ấy cần phải tìm một cái hộp để cho nó vừa với cái chiều dài của cái túi. Thế nên là cái hộp nó kiểu vì nó dài thì nó cũng sẽ kiểu vừa to vừa dày như thế này luôn. Đấy, trông vậy thôi chứ còn thật ra cái ruột ở trong nó cũng vừa phải thôi chứ nó không to vậy đâu. Ok, đây, mọi người nhìn này. Thì đây là cái dust bag, mọi người có thể thấy đây là một chiếc túi từ Louis Vuitton. Và mình đã chọn cho chồng mình. Đây là cái túi Avenue Sling Bag của Louis Vuitton, bên dòng menswear, nghĩa là cho đàn ông. Thế nhưng mà mình sẽ share một cái ảnh ở đây. Cái hôm mà mình đi mua ấy, mình thấy là kiểu kể cả là con gái mà đeo cái túi này thì vẫn là ok đúng không? Hơi to một chút nhưng mà vẫn đeo được. Và đương nhiên là chồng mình thì cũng có offer là bất cứ khi nào mà mình muốn thì mình cũng có thể kiểu dùng ké. Thì lý do tại sao mà mình lại chọn mua cái túi này thì đấy là bởi vì thời gian gần đây, nói là vậy chứ cũng phải cỡ độ một năm, hơn một năm gì đấy rồi. Chồng mình mà mỗi khi ra đường ấy thì cũng thích kiểu đeo theo một cái túi nhỏ, một cái cũng kiểu cái dạng túi đeo chéo như thế này này, mà đeo được ở trước trước ngực ấy, để kiểu để ví này, rồi chìa khóa này, thuốc nhỏ mắt linh tinh này, nhiều khi kiểu một vị thuốc đau đầu các thứ nữa. Rồi chưa kể ấy, thực sự là từ khi mà bọn mình có sushi ấy, thì thường xuyên là trong túi của bố mẹ sẽ có những cái đồ linh tinh của sushi, từ đồ chơi cho đến bỉm, cho đến wipe, cho đến đồ ăn vặt. Mặc dù là mỗi khi họ mình đi chơi, đặc biệt là đi chơi xa thì lúc nào sẽ có chuẩn bị một những cái túi riêng, đồ riêng để cho si như thế. Thế nhưng mà có những lúc hoặc là đi gần, tức là bọn mình chỉ cầm có một hai món rất là nhỏ thôi ấy, không bõ để mà kiểu xách theo cả cái túi của con to to. Hoặc là kiểu như là bọn mình kiểu di chuyển một cái quãng đường ngắn, ví dụ từ trên xe đi vào nhà hàng, hay là kiểu đi chơi đâu đấy lanh quanh, thế bọn mình chỉ lấy một vài thứ ra từ cái túi của con ấy, thì kiểu không muốn là phải kiểu xách tay ấy, thì sẽ nhét luôn vào những cái túi đeo theo trên người như thế này này. Thì đấy, lúc thì là chồng mình cầm, lúc thì là mình cầm một trong những cái túi xách của mình. Chồng mình đã từng có lần cười với mình là đeo kiểu túi Chanel nhưng mà mở ra lại thấy toàn bỉm với lại cả khăn lau của con đấy, kiểu như thế. Thì đấy, chính vì cái lý do mà bọn mình cứ kiểu mang những cái đồ lình kình linh tinh như thế nên là đợt vừa rồi thì mình thấy chồng mình rất hay đeo mấy cái túi kiểu đeo chéo như thế này này. Mình có một cái bọn mình mua ở Target cũng khá là lâu rồi, từ cái đợt mình đi Hawaii cách đây kiểu 1 năm rưỡi 2 năm gì đó cơ. Thế nhưng mà cái túi đấy kiểu nó cũng bắt đầu kiểu sờn sờn rồi. Cái dây vải ấy, đương nhiên là vì túi ở Target thì nó khá là rẻ nên cái dây vải nó cũng chất lượng nó không được tốt lắm, thì nó cũng trông nó cũng tã rồi. Là mình quyết định đã đầu tư cho mình cái túi này. First impression của cả mình và cả chồng mình là đều rất là ưng. Với bản thân mình ý, thì mình đã dùng các cái món đồ của Louis Vuitton bằng cái chất liệu coated canvas, là cái chất liệu gọi là nôm na là vải mà đã qua một cái công đoạn người ta kiểu gọi là gì ta? Tự nhiên
không nghĩ ra từ. Xin thỉnh thoảng sơ chế nhưng mà không phải sơ chế. Đã qua một quá trình xử lý thì cái chất liệu cotton canvas này của Louis Vuitton thì vốn được biết là một cái chất liệu mà rất là bền, và đúng là những cái món đồ của mình mà làm bằng cái chất liệu này này thì cũng vô cùng là bền. Cái mẫu này thì là mẫu Damier Graphite thì phải, tức là mẫu dành riêng cho cái bên menswear. Của bên nữ thì sẽ có Damier Ebene và Damier Azure. Mình sẽ để kiểu cái print ở đây này. Nó cũng là cái hình ô bàn cờ như thế này, chỉ là khác cái màu thôi. Thì đấy, cũng không có gì gọi là kiểu quá là đặc biệt cả. Cái túi này thì có một cái ngăn nhỏ nhỏ ở phía trên như thế này này. Mình nghĩ là chắc kiểu chỉ để đựng tiền lẻ hoặc là đựng xu, hoặc cũng có thể là đựng AirPod. Nó sẽ hơi phồng một chút nhá vì cái túi này rất là mỏng ấy, nhưng mà cũng vẫn ok. Còn ngoài ra thì có hai ngăn, một ngăn nhỏ ở đằng trước như này và một cái ngăn to như thế này. Nói chung cũng rất là đơn giản, không có gì cả, với lại có một cái ngăn kiểu side pocket ở trong. Đấy, đơn giản vậy thôi. Chồng mình so far là rất hài lòng. À, ngoài ra có một cái điểm mình khá là thích ý, đấy là cái túi này nó có hai cái móc ở hai bên như thế này để mọi người có thể thay đổi cái dây tùy theo là mọi người thuận ở bên tay nào ấy. Hoặc là ví dụ nhá, cái túi này mọi người có thể đeo trước ngực hoặc cũng có thể đeo sau lưng. Thì đấy, cái việc mà có thể thay đổi ở hai bên như thế này này thì nó sẽ phù hợp với cả người thuận tay trái và cả người thuận tay phải. Ok, và chiếc túi của mình thì nó vừa mới đến ngày hôm nay thôi, vẫn còn nguyên ở trong hộp, mình còn chưa có thời gian mở ra nữa nên là bây giờ sẽ là mình unbox cùng với mọi người luôn. Cái túi này của mình thì mình mua ở trên Real, nghĩa là một cái túi pre-love. Thế nhưng mà theo như mình đọc ở trên cái description ấy thì cái tình trạng của túi vẫn còn đang rất là tốt. Mình vẫn còn mùi thơm luôn ý. Ta-da! Đây là em túi Louis Vuitton mini spring. Ô, nhưng hôm nay làm sao nhỉ? Đúng làm sao mình không thể nhớ được cái tên của nó. Xé nháp làm lại. Đây là em túi mini palm spring backpack. Nghĩa là vừa là một cái túi vừa là một cái ba lô luôn. Thật ra thì mình thấy hầu hết mọi người đeo cái túi này như là một cái túi đeo chéo luôn, kiểu một cái túi đeo chéo trông rất là xinh. Đấy, nó chéo bên người kiểu như thế này này, chứ mình không thấy nhiều người đeo nó như là một cái ba lô luôn nhá, mặc dù là nó có đủ kiểu hai dây có thể tháo ra được để làm ba lô luôn. Đặc điểm của cái túi này mà mình rất thích ý, thì đấy là cả hai cái dây này thì đều có thể tháo ra được cả phần trên cả phần dưới. Thế cho nên là cái cách đeo của cái túi này nó có vô vàn rất là nhiều cách. Mình sẽ tìm ở trên mạng các cái hình ảnh của mọi người đã từng đeo và kiểu style cái túi này, và mình sẽ để ở trên màn hình để cho mọi người thấy. Đấy là lý do vì sao mà mình vô cùng là tâm đắc thích cái em này vô cùng luôn ý. Thế nhưng mà nếu mà ai mà có theo dõi cái thị trường túi hiệu cũng như là túi Louis Vuitton nói riêng ý, thì mọi người sẽ biết là cái em túi này này có một cái khoảng thời gian năm ngoái năm kia gì đấy rất là được săn đón, kiểu gần như là rất là khó để có thể mua trực tiếp từ store, từ cửa hàng. Và nếu mà mua lại, mua ở như trên kiểu thị trường gọi là túi pre-love rồi mua của reseller ấy, thì thường là sẽ phải trả một cái giá premium, nghĩa là cao hơn với cả cái giá retail nữa luôn, vì là nó quá hot, được quá là nhiều người mua ấy. Mà đối với cá nhân mình thì mình chưa bao giờ, và thực sự là mình cũng không bao giờ muốn trả kiểu một cái giá premium, một cái giá mà cao hơn giá retail cho bất cứ một cái túi nào cả. Thế cho nên là mặc dù rất là thích em này nhưng mà mình vẫn mãi chưa mua được. Đương nhiên là cũng có những cái em túi mà đã qua sử dụng rồi ấy, thì cái giá nó tốt hơn. Thế nhưng mà do là cái khoảng thời gian đó cái túi này quá là được săn đón ấy, nên kể cả là những cái túi đã sử dụng rồi và cái condition thì không được tốt lắm, nhưng mà cái giá thì nó vẫn vô cùng là cao luôn. Cho đến tận đợt vừa rồi, khi mà mình kiểu tình cờ ngồi lướt là mình thấy em này có một cái condition mà phải nói thật sự là như mới. Mình không thấy có một cái vết
kiểu cháy xước hay là cái gì mà kiểu quá là rõ cả ấy. Đấy, condition thì mới và cái giá thì cực kỳ tốt. Mình nhớ là nó bằng khoảng 2 phần 3 gì đấy, ít hơn 2 phần 3 cái giá retail luôn. Thế nên là kiểu mình cảm thấy rất là hài lòng. Thế ra là mình đã quyết định lấy luôn. Và đương nhiên là trước khi lấy thì mình cũng có ngỏ ý với chồng mình, thì chồng mình cũng đã ok. Lý do tại sao mà mình lại thích em này đến như thế ấy, trong suốt kiểu 1-2 năm vừa rồi mà mãi mình mới tìm mua ấy, là bởi vì mình muốn dùng em này thay thế cho một cái em ba lô nhỏ mà mình có. Mọi người đợi mình một chút nha. Ok, đây là em ba lô cũ của mình. Em ba lô này thì là của Guess, mình mua lâu lắm rồi, từ hồi mà mình còn đang học đại học kiểu năm 2, năm 3 gì đấy, kiểu cũng phải gần chục năm rồi, mua ở Macy. Cái đợt trước ấy thì mình dùng cái em này rất rất là nhiều, đặc biệt là mình rất thích dùng em này mỗi khi mà đi du lịch, đi chơi. Trông nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà thực sự là đựng được cả thế giới, đựng được nhiều lắm 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 luôn ấy. Thế nhưng mà thứ nhất là vì mình dùng nhiều ấy nên là kiểu mọi người cũng có thể thấy là kiểu một vài chỗ ấy, nên kiểu phía đằng sau này nữa này, cái màu nó kiểu bị phai phai ấy, cái da nó kiểu hơi bị nứt. Nhưng cái quan trọng nữa là cái dây quai này, cái dây chỗ này này, với lại cả một vài chỗ ở trên cái dây quai đằng sau này nữa bị mèo gặm mọi người ạ. Hồi trước khi mà mình vẫn còn kiểu ở nhà thuê ấy, thì làm gì có những cái tủ quần áo riêng để kiểu để đồ, cất đồ đâu. Thế là mình cũng để cất những cái túi của mình ở cùng chỗ với lại cả kiểu tủ quần áo thôi, chỉ là mình để kiểu cho nó gọn gàng cẩn thận một chút. Thế nhưng mà nhà mình có tận 3 con mèo, là thỉnh thoảng mèo nhà mình kiểu chui rúc ấy khắp nơi. Thế là chúng nó đã tìm được cái chỗ để túi của mình. Mình có đến phải 3-4 cái túi đều có vết răng mèo gặm. Đấy, thì đây là một trong những cái nạn nhân của mấy con mèo nhà mình. Thật ra thì ngoài những cái vết nhỏ nhỏ đấy ra, cái túi này vẫn dùng được, vẫn rất là ok. Nhưng mà mình nghĩ một phần mà mình không dùng cái túi này cũng một thời gian khá lâu rồi là bởi vì kiểu cái màu của nó ấy. Cảm thấy cái màu này nó hơi, bây giờ nó hơi hơi trẻ trâu, nó đang hơi không hợp với mình nữa. Thế cho nên là mình đã vẫn luôn tìm kiếm một cái ba lô để có thể thay thế cho em này. Chính vì thế mà mình cứ giữ em này mãi, vẫn kiểu chưa có đem đi donate hay là đem đi cho ai cả ấy. Vì lý do đấy, khi mà mình nhìn thấy cái em Louis Vuitton này này, kiểu cái em mini palm swing này, thì mình rất rất là muốn. Nhưng mà đấy, như mình có nói, rất là khó để có thể tìm được một em như thế này mà giá tốt. Còn mua ở cửa hàng cái thời gian kiểu độ năm ngoái gì đấy là kiểu gần như đều không thể luôn. Anyway, cuối cùng thì mình cũng đã có được một em rồi mà mọi người. Oh, nó dễ thương, nó bằng cái mặt mình ấy, nó dễ thương lắm luôn ấy. So sánh được mối thì là cái em túi này nó nhỏ hơn cái túi này của mình một chút. Thế nhưng mà thật sự là ngày xưa ấy, mình là một cái đứa cũng hơi tham lam, mỗi lần đi ra ngoài kiểu cũng mang linh tinh nhiều thứ. Bây giờ thì mình đã gọi là sao ta, tiết chế hơn trong những món đồ hàng ngày. Chưa kể là ngày xưa thì mình là đứa thích dùng những cái ví to hoặc là những cái ví dày ấy. Không hiểu tại sao đâu, mình rất thích dùng những cái ví dày như thế. Kiểu mà thường những cái ví dày dày thì nó lại còn kiểu dễ thương, cute nữa ấy. Thế nhưng mà bây giờ mình hầu hết là mình chỉ dùng kiểu card holder. Mà đặc biệt là mình có dùng cái mà kiểu chiếu gấp đôi vào như này. Nó rất là mỏng, rất là nhỏ thôi. Thế cho nên là càng ngày những cái món đồ mà mình mang theo nó càng ít đi. Và kiểu nó cũng kiểu compact, nó cũng gọn dần ấy. Nên một cái túi nhỏ xinh như này thì đã vừa rồi. Ok, vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Mình sẽ sử dụng, đương nhiên là sẽ sử dụng em túi này của mình, cũng như là sẽ để ý chồng mình sử dụng em túi kia. Thỉnh thoảng có thể sẽ dùng cái. Để một thời gian tới thì mình sẽ làm một cái video review cho mọi người về hai em túi này nhá. Và hy vọng mọi người đã thích cái video này. Hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Bye bye.